Thanh tra chính phủ vừa có công bố kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2017. Theo đó, thanh tra chính phủ đã chỉ ra sai phạm về việc quản lý sử dụng đất của một số dự án, trong đó có dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Mường Thanh Phú Thọ. Cụ thể, chủ đầu tư dự án này khởi công xây dựng công trình trước khi được cấp giấy phép xây dựng, trước khi được bàn giao đất trên thực địa, vi phạm luật đất đai, luật xây dựng. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thường. Kết luận cũng nêu rõ, chủ đầu tư đã bán 100 trên 223 căn hộ cao cấp cho khách hàng, từ hình thức cho thuê sang căn hộ ở để bán, vi phạm luật đất đai 2013. Tổng thanh tra chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ xin ý kiến thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng về dự án này trên cơ sở đó kiến nghị với thủ tướng chính phủ cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chuyển mục đích sử dụng diện tích 1.426 m2 phần diện tích sàn căn hộ từ tầng 14 đến tầng 27 từ hình thức căn hộ cao cấp cho thuê sang hình thức căn hộ ở cao cấp lâu dài để đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà và tránh phát sinh khiếu kiện sau này đồng thời xác định lại tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định và thu đúng thu đủ về ngân sách nhà nước Văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, đồng ý với kết luận thanh tra và các kiến nghị của thanh tra chính phủ. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thanh tra chính phủ xem xét, trao đổi, thống nhất biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với vi phạm của doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên tại dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Mường Thanh. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định không chỉ có sai phạm ở Phú Thọ mà tập đoàn Mường Thanh còn bị chỉ ra hàng loạt dự án sai phạm tiêu biểu như tổ hợp trung cư HH Linh Đàm, VP6 Linh Đàm, khu đô thị Đại Thanh, trung cư Kim Văn Kim Lũ, khu đô thị Thanh Hà, trung cư CT6 Kiến Hưng. Mi Rubik 360 đẳng cấp sống lập phương hotline 1800 6350 tất cả các dự án này đều dính tới sai phạm về vi phạm trật tự xây dựng xây quá số tầng cho phép không tuân thủ mật độ dân cư sử dụng đất sai mục đích xây sai quy hoạch trong đó có một số công trình sai phạm bị điểm mặt gây ảnh hưởng đến quy hoạch chung của thành phố Hà Nội tháng 4 năm 2019 tất cả các sai phạm của tập đoàn Mường Thanh đã được chuyển cho cơ quan điều tra Ngày 10 tháng 7 năm 2019, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố cho tại ngoại bị can Lê Thanh Thản, thường gọi là đại gia điếu cầy để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Còn tại miền Trung, các dự án như khách sạn Mường Thanh ở Đà Nẵng, Mường Thanh ở Quảng Ngãi, khách sạn Mường Thanh Lý Sơn, khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa cũng bị bêu tên vì hàng loạt sai phạm. Cụ thể những sai phạm này như thế nào? Vì sao lại vô tư được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trách nhiệm thuộc về cá nhân hay tập thể khi để xảy ra hàng loạt sai phạm của tập đoàn Mường Thanh. Hứa xử lý của chính quyền sở tại ra sao? Truyền hình báo điện tử Tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin từ quý vị.